Mừng tất cả các bạn đến với phần tin tức nóng chọn lọc cuối tuần ngày hôm nay nhé. Và hôm nay thì mình cũng là cuối tuần rồi, cho nên mình xin chúc cả nhà có một ngày cuối tuần là vui vẻ, thật nhiều niềm vui, cũng như là gọi là có những bữa cơm ngon bên gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé. Và bây giờ chủ nhật mà, cho nên không làm mất thời giờ các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến bản tin đầu tiên trong ngày chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay nha mọi người. Nhật Mỹ hợp tác khai thác năng lượng địa nhiệt. Nhật và Mỹ ký kết hợp tác phát triển năng lượng địa nhiệt trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghệ Nhật Bản Yasutoshi Nishimura ngày 15 tháng 4 ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển năng lượng địa nhiệt bên lề cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng và môi trường thuộc nhóm G7 tại Hokkaido, thành phố phía bắc Nhật Bản. Thỏa thuận công nhận địa nhiệt là công nghệ năng lượng tái tạo mà Mỹ và Nhật Bản có thể hợp tác phát triển, kêu gọi trao đổi thông tin về các dự án địa nhiệt tại Mỹ, Nhật Bản và những quốc gia khác. Địa nhiệt là nguồn năng lượng được lấy từ nhiệt trong tâm trái đất. Năng lượng này có nguồn gốc từ sự hình thành ban đầu của hành tinh, từ hoạt động phân hủy phóng xạ của các khoáng vật và từ năng lượng mặt trời được hấp thụ tại bề mặt trái đất. Đây là một trong những lĩnh vực mà hai nước muốn phát triển để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà phục vụ mục tiêu cắt giảm khí thải carbon, loại khí góp phần gây biến đổi khí hậu. Theo ước tính của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Bernanke, bổ sung thêm năng lượng địa nhiệt có thể giúp Nhật Bản cung cấp 90% sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, giảm 92% lượng khí thải nhà kính. Việc Nhật Bản có nhiều suối nước nóng phản ánh tiềm năng địa nhiệt lớn của họ. Quốc gia này có hàng chục nhà máy nhỏ chạy bằng suối nước nóng khắp đất nước, nhưng chiếm chưa đầy 1% tổng công suất phát điện. Cả Nhật và Mỹ đều đang tìm cách xuất khẩu công nghệ địa nhiệt. Các công ty Nhật Bản đang tham gia một dự án chung để xây dựng nhà máy địa nhiệt lớn nhất thế giới tại Sumatra của Indonesia với công suất 320 GW. Năng lượng sinh khối được tạo thành từ các nhiên liệu hóa học, chất hữu cơ và địa nhiệt cũng đóng góp chưa tới 1% công suất phát điện của Mỹ. Theo cơ quan năng lượng Mỹ, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nhật Bản ước tính Mỹ là nước có tiềm năng địa nhiệt lớn nhất, sau đó là Indonesia và Nhật Bản. Thì nhận thấy được sự nguy hại của TikTok cũng như những ảnh hưởng của TikTok đến gọi là những cái suy nghĩ, như cái tâm tư của trẻ em như thế nào, thì mới đây thì bang đầu tiên của Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok. Nghị viện Montana thông qua luật cấm sử dụng cài đặt TikTok trong phạm vi bang, trở thành địa phương đầu tiên ở Mỹ đưa ra quy định này. Dự luật SB 419 được cơ quan lập pháp bang Montana, Mỹ thông qua ngày 14 tháng 4 với 54 phiếu thuận, 43 phiếu chống và gửi lên thống đốc Jill Zanford để ký thông qua. Khi được thống đốc Zanford ký phê chuẩn, luật sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024, cấm sử dụng và cài đặt TikTok trên toàn bộ bang Montana. TikTok sẽ bị phạt 10.000 đồng USD một ngày đối với mỗi trường hợp vi phạm. Mức phạt này cũng áp dụng với các cửa hàng áp dụng trực tuyến cho phép người dùng tải TikTok. Tuy nhiên, người dùng cá nhân sẽ không bị phạt nếu sử dụng TikTok. Cuối năm 2022, thống đốc Zanford đã cấm TikTok trên các thiết bị của chính quyền. Hồi đầu năm, ông thúc giục hệ thống đại học công lập Montana có động thái tương tự. Động thái này sẽ biến Montana trở thành bang Mỹ đầu tiên cấm TikTok trên tất cả các thiết bị cá nhân. TikTok sau đó tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho người dùng và các nhà sáng tạo nội dung ở Montana, những người có sinh kế và quyền lợi đang bị đe dọa bởi động thái can thiệp nghiêm trọng này. TikTok, mạng xã hội với hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ, ngày càng chịu sự giám sát nghiêm ngặt của nước này, trước lo ngại công ty chủ quản Biden có thể chia sẻ dữ liệu người dùng với chính phủ Trung Quốc hoặc thúc đẩy lan truyền thông tin sai lệch. Sau khi thông qua luật cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ, các nhà lập pháp Mỹ thực hiện theo đuổi lệnh cấm ứng dụng trên quy mô toàn quốc. Họ đã hối thúc Ủy ban đầu tư nước ngoài ở Mỹ nhanh chóng đưa ra kết luận về ứng dụng. Mới đây thì trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 thì Ngoại trưởng Mỹ khen ngợi ẩm thực Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ Lincoln cho rằng ẩm thực Việt Nam có những hương vị ngon nhất và ông đã được nếm thử trong chuyến thăm từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Bạn không thể thăm Việt Nam mà không nếm thử các món ăn. Ẩm thực Việt Nam có những hương vị tươi ngon nhất và chúng tôi đã thấy sự ảnh hưởng trên khắp Mỹ. Trong những nhà hàng của chúng tôi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Lincoln viết trên Twitter cá nhân hôm nay. Ngoại trưởng Lincoln cảm ơn quán cơm tay cầm ở Tràng Tiền sau khi đến dùng bữa tối tại đây ngày 15 tháng 4. Quá ngon, ông viết bằng tiếng Việt kèm theo chú thích tiếng Anh. Quán cơm tay cầm cho biết ông Lincoln đã chọn món chả giò và cơm niêu tôm riêu ram thịt.
ông Lincoln cũng đăng bức ảnh chụp chung với chủ quán trên Twitter. Ngoại trưởng Lincoln thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 vào dịp kỷ niệm 10 năm Việt Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lincoln trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Trong chuyến thăm, ông Lincoln đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ông cũng dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại quận Cầu Giấy và gặp giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Lincoln hôm nay rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm 3 ngày và đến Nhật Bản dự hội nghị ngoại trưởng các nước G7. Cảm ơn các lãnh đạo và người dân Việt Nam đã đón tiếp tôi trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ngoại trưởng Lincoln viết trên Twitter ngày 16 tháng 4, kèm ảnh ông chuẩn bị vào chuyên cơ. Tin tiếp theo. Vật thể phát nổ gần Thủ tướng Nhật. Một vật thể được ném tới một nơi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida chuẩn bị phát biểu tại thành phố Wakayama gây tiếng nổ và khói khiến ông phải sơ tán. Tiếng nổ vang lên và khói xuất hiện khoảng 11:30, khoảng 9:30 theo giờ Hà Nội, sau khi vật thể giống ống nước được ném đến gần nơi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chuẩn bị đứng phát biểu tại cảng cá Saikayaki, thành phố Wakayama, tỉnh Wakayama hôm nay, Gigi đưa tin. Ông Kishida khi đó vừa hoàn tất kiểm tra cá tại cảng. Theo chương trình, Thủ tướng Nhật sẽ phát biểu lúc 11:40 để bày tỏ sự ủng hộ với một ứng viên của đảng LDP cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới. Truyền thông Nhật Bản cho rằng vật thể này là một quả bom khói. Ông Kishida được sơ tán ngay lập tức đến sở cảnh sát địa phương và vẫn an toàn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng an ninh khống chế và áp giải một người đàn ông. Sở cứu hỏa địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong trong sự việc. Một phụ nữ đi cùng con gái cho biết cô nhìn thấy một vật thể bay qua đầu mình. Nó khiến tôi có cảm giác bất an nên chúng tôi vội chạy nhanh ra ngoài. Sau đó tiếng nổ lớn vang lên khiến con gái tôi khóc, cô kể lại. Nhân chứng khác nói đám đông hoảng sợ và tản ra ngay trước tiếng nổ xuất hiện vì có ai đó nói rằng một thiết bị nổ đã được ném ra. Mọi chuyện như vậy xảy ra giữa chiến dịch bầu cử vốn là nền tảng của nền dân chủ là điều đáng tiếc. Đó là hành động tàn bạo không thể tha thứ, Hiroshi Moriyama, chủ tịch chiến lược bầu cử của LDP nói. Sự việc xảy ra trong bối cảnh an ninh cho các chính trị gia Nhật Bản đã được tăng cường sau vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 7 năm 2022. Ông Abe bị nghi phạm Tetsuya Yamayagi bắn hai phát súng bằng súng tự chế khi đang diễn thuyết trước nhà ga tỉnh Nara và qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ảnh và video hiện trường khi đó cho thấy nghi phạm Yamagami tiếp cận ông Abe từ phía sau để nổ súng, trong khi các cận vệ tập trung quan sát phía trước. Giới chuyên gia đánh giá lưới an ninh bảo vệ ông Abe quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho nghi phạm tiếp cận. Ông Kishida khi đó chỉ trích những sai lầm của cảnh sát trong công tác đảm bảo an ninh trong Abe. Cảnh sát địa phương cũng đã thừa nhận có những sai sót không thể chối cãi. Thường lệ bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series tin tức nóng chọn lọc trong ngày của mình hôm nay, cũng là bản tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất mà gọi là đọc, mà khán giả đọc thì sẽ thấy là thích nhất và bị biết được bản tin này thú vị, hấp dẫn cũng như là thích thú đến nhiều các bạn. Thì các bạn hãy bắt đầu vào bản tin ngay bây giờ luôn nha mọi người. Hàn Quốc bắn 10 phát cảnh cáo Tàu Triều Tiên vượt giới tuyến. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã bắn cảnh cáo 10 phát để ứng phó một tàu tuần tra Triều Tiên vượt qua giới tuyến trên biển giữa hai nước. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm nay cho biết một tàu tuần tra Triều Tiên đã vượt qua giới tuyến phía Bắc ở vùng biển đông bán đảo Bang Yineon trên Hoàng Hải khoảng 11 giờ ngày 15 tháng 4, 9 giờ giờ Hà Nội. Giới tuyến phía Bắc được coi là đường phân định lãnh hải Triều Tiên với Hàn Quốc. Hải quân Hàn Quốc đã triển khai một tàu tuần tra lớp Chamsuri ứng phó sau khi phát cảnh báo nhưng không được phản hồi. Tàu Hàn Quốc đã cảnh báo 10 phát để phát tàu tiên khu vực, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tàu tuần tra Hàn Quốc đã va chạm nhẹ với một tàu cá Trung Quốc do tầm nhìn bị hạn chế. Vụ va chạm không gây mất an toàn nhưng một số thủy thủ Hàn Quốc bị thương nhẹ. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin Hàn Quốc đưa ra. Khu vực xung quanh. Giới tuyến phía Bắc là nơi thường xảy ra căng thẳng với Hàn Quốc và Triều Tiên cáo buộc lẫn nhau vi phạm ranh giới. Tháng 10 năm 2022, Hàn Quốc nói đã bắn cảnh cáo một tàu buôn Triều Tiên vượt giới tuyến phía Bắc. Bình Nhưỡng cho rằng tàu của Seoul mới là bên vi phạm và bắn 10 quả đạn pháo cảnh báo.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng và các cuộc tập trận chung của Liên quân Mỹ-Hàn. Triều Tiên ngày 14 tháng 4 tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn với hàng loạt ưu thế vượt trội so với loại sử dụng nhiên liệu lỏng trước đó. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc gần đây tăng cường hợp tác quốc phòng để ứng phó, tổ chức các cuộc tập trận chung, sử dụng nhiều khí tài chiến lược của Washington. Triều Tiên coi đây là những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh xâm lược, cảnh báo đáp trả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy cho kênh của mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng video như mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.